Tiến Linh đến bệnh viện sau trận thua Oman, tiền đạo tuyển Việt Nam xin rời sân ở phút 59 vì đau cơ háng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Nguyễn Tiến Linh đã phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình chấn thương. Tiền đạo Tiến Linh đã tiến hành chụp cắt lớp phần đùi hai chân ở bệnh viện. Kết quả trước mắt là không có tổn thương nặng, chỉ bị đau phần mềm. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1997 cảm thấy không ổn ở phần háng, Tiến Linh đã đến viện ngay sau khi trận đấu. Giữa tuyển Việt Nam với Oman kết thúc tối 24 tháng 3. Đội chủ nhà thất bại 0-1 sau bàn thua từ tình huống phạt góc. Người ghi bàn thắng duy nhất là Khalid Al-Hayri ở phút 65 trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết sau trận rằng ông đang chờ kết quả xét nghiệm của Tiến Linh để biết liệu chân sút của câu lạc bộ Bình Dương có thể đi Nhật Bản hay không. Nếu Linh cảm thấy không thể thi đấu tiếp, anh sẽ ở lại Hà Nội. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đang gặp khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Huấn luyện viên Park sẽ còn 22 cầu thủ sau trận thua Oman, trong đó có 3 thủ môn. Tiến Linh đã làm thị thực đi Nhật Bản, nên đội tuyển cũng rất cần anh lúc này. Ông Park sẽ không gọi triệu tập thêm bất cứ ai. Bổ sung cầu thủ lúc này rất khó, họ cần thời gian làm visa nhập cảnh Nhật Bản, trong khi đó tôi chưa thể kiểm tra phong độ của họ. Đội tuyển có bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu, ông Park trả lời. Sau khi Tiến Linh rời sân, Nguyễn Văn Toàn vào thay. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai chơi năng nổ và kiếm được vài pha đá phạt cố định. Dẫu vậy, Công Phượng và Quang Hải chưa thể cụ thể hóa cơ hội đó thành bàn thắng vào lưới Oman. Hàng thủ tuyển Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi hàng công vẫn còn đủ 5 tiền đạo trước trận đấu. Dẫu vậy, Tiến Linh vẫn là cái tên chưa thể thay thế ở phía trên. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng đang nỗ lực ghi điểm khi đá cặp. Tuyển Việt Nam dự kiến bay vào thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ ngày 25 tháng 3. Họ sẽ nối chuyến đi Nhật Bản lúc 0 giờ 10 ngày 26 tháng 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ hội quân trước ở Nhật Bản cùng tuyển Việt Nam.